chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với buổi đánh giá danh sách chi tiết các cầu thủ trong đội hình câu lạc bộ Brighton and Hove Albion, hay gọi tắt là Brighton, một câu lạc bộ đang thi đấu cũng khá ấn tượng trong mùa giải trong giải đấu Premier League và cũng đang thi đấu tương đối ấn tượng. Hiện tại Brighton đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League 2022-2023 với 52 điểm sau 31 lượt trận thi đấu. Và đây là câu lạc bộ đang được định giá là 358,7 triệu euro. Chúng ta có thể thấy những cái tên khá quen thuộc với những ai yêu thích giải bóng đá ngoại hạng Anh cũng như yêu thích câu lạc bộ Brighton. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào sơ đồ chiến thuật cũng như các cầu thủ thi đấu trong đội hình chính thức của Brighton trong DFS 23. Sơ đồ chiến thuật của Brighton đó chính là 4-2-3-1. Và chúng ta sẽ cùng đi đến chi tiết từng các cầu thủ trong đội hình chính thức nha. Đầu tiên chính là Danny Welbeck, một cái tên, một tuyển thủ Anh khá quen thuộc. Chỉ số là 69. Mặc dù đã 32 tuổi, tuy nhiên Danny Welbeck thi đấu khá ấn tượng và ổn định. Anh đã có được 6 bàn thắng và 4 kiến tạo trong mùa giải năm nay. Kể đến chính là Kaoru Mitoma, một tuyển thủ người Nhật Bản thi đấu ở vị trí tiền vệ, tiền đạo cánh trái. Chỉ số là 73 và anh cũng đang thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Brighton. Hiện tại anh đang được định giá là 20 triệu euro. Tuy nhiên mình nghĩ thời gian tới thì cầu thủ này có thể sẽ tăng cái mức phí chuyển nhượng của mình lên cao nữa. Và hiện tại anh đang có 7 bàn thắng và 5 kiến tạo cho câu lạc bộ Brighton. Đây là một cầu thủ người Nhật đang thi đấu khá thăng hoa và có khả năng tăng tốc khá tốt. Kế đến là Adam Lallana, chỉ số là 71 và hiện tại anh đang thi đấu ở vị trí là tiền vệ trung tâm. Đây là Solly Mars, tiền vệ cánh phải, chỉ số là 71. Solimat là cầu thủ thi đấu khá tốt. Anh đang có 7 bàn thắng và 7 kiến tạo cho câu lạc bộ Brighton. Tuy nhiên ở trận chung kết gặp Manu, anh đã đánh mất cơ hội để trong trận bán kết, anh đã đánh mất cơ hội để được góp mặt vào trận chung kết cùng với Man City bằng việc đá hỏng cú sút luân lưu của mình. Tuy nhiên mình nghĩ là nay trong thời gian tới cũng sẽ được tăng giá cũng như là khẳng định bản thân mình nhiều hơn. Kế đến là Moise Caicedo. Moise Caicedo là tiền vệ phòng ngự, chỉ số là 73. Hiện tại anh đang được định giá cao nhất đội hình chính là 55 triệu euro các bạn. Caicedo. Kế đến là Alistair, chỉ số 76 và làm vị thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Max Alistair hiện tại anh đang có 8 bàn thắng cho câu lạc bộ các bạn. Tuy nhiên là trong thực tế thì Max Alistair thi đấu ở vị trí là tiền vệ trung tâm chứ không phải là vị trí về tấn công giống như trong DFS 3 các bạn. Kế đến là Bavis Estupian, cầu thủ được chuyển đến từ câu lạc bộ Villarreal. Estupian hiện tại Bavis Estupian cũng có được 5 kiến tạo cho câu lạc bộ. Estupian có chỉ số là 74 và đang thi đấu ở vị trí là hậu vệ cánh trái. Cầu thủ này có mức giá chuyển nhượng là 20 triệu euro các bạn. Kế đến là Lewiston, hậu vệ trung tâm, chỉ số là 72. Adam Webster, hậu vệ trung tâm, chỉ số là 70. Pascal Gross, tiền vệ trung tâm các bạn. Không hiểu sao là trong đội hình này nó lại bố trí là anh thi đấu tít tù dưới này luôn các bạn. Và Pascal Gross là cầu thủ đang có 8 bàn thắng và
6 kiến tạo các bạn. Đây là cầu thủ có chỉ số bàn thắng cao ngang ngửa với Alistair trong mùa này. Chỉ số của anh là 71. Và cái đó là trong khung gỗ là Robert Sanchez, thủ thành mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Anh. Anh này được định giá là 32 triệu euro, một con số khá cao. Và anh có một chiều cao cũng khá ấn tượng là 1m97. Kể đến thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chi tiết của các cầu thủ trong danh sách dự bị, gồm có Jason Steele chỉ số 63, Tarik Lamptey hậu vệ cánh phải chỉ số là 72 các bạn. Lamptey chỉ số là 72. Kế đến là Joe Veerman chỉ số là 71, thi đấu ở vị trí hậu vệ trung tâm các bạn. Joe Veerman hậu vệ trung tâm. Kế đến là Billy Gilmore chỉ số là 69. Billy Gilmore chỉ số 69. Jacob Mulder chỉ số là 68. Dennis Undas chỉ số 69. Julio Enciso chỉ số là 68, vị trí hậu công. Jan Bo Van Hecke chỉ số 61. Levi Conwell chỉ số 67. Ivan Ferguson chỉ số là 63. Cầu thủ này cũng đang có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo cho câu lạc bộ Brighton. Nghe giống như là Alex Ferguson các bạn. Chắc không phải nè. Thế đến là Jeremy Samianto chỉ số 62. Nhìn hình nào ta khá ngầu các bạn. Facundo Buonatone Nanote chỉ số là 65. Và cuối cùng là Yassin Ayari chỉ số là 62. Mình xin phép được đề cập thêm thì cho những ai chưa biết thì Mark Cucurella hiện đang thi đấu cho Chelsea, hoặc Bissouma thi đấu cho Tottenham, và Leandro Trossard đang thi đấu Arsenal đều đã từng thi đấu ở câu lạc bộ Brighton rồi các bạn. Tuy nhiên thì mùa này Mark Cucurella đang thi đấu không thành công lắm trong áo của Chelsea các bạn, một câu lạc bộ có khả năng là nếu duy trì cái thành tích để lại thì có thể là phải thi đấu để chuộng hạng các bạn. Một Chelsea mình từng biết là rất hùng mạnh, tuy nhiên không hiểu sao là mùa giải năm nay thì nó có vẻ hơi bết bát tí. Hy vọng là thời gian tới Chelsea có thể khắc phục được những khó khăn của mình. Ok, vừa rồi thì chúng ta cũng đã theo dõi danh sách chi tiết các chỉ số của các cầu thủ cho câu lạc bộ Brighton. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.